Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé cho bạn mèo đi chơi công viên này. Bên cạnh có một em bé đứng bên cạnh chơi cùng. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Trước tiên là cái cây này. Mình sẽ tô lá màu xanh nha. Thì hôm nay mình tô màu vàng nha. Hôm nay mình tô màu đỏ. Mình tô màu đen này. Mình
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.